cùng nhau làm món bánh nướng bơ vừng nhé. Nguyên liệu chính của chúng ta sẽ gồm có 200g bột mì, 100g đường, 30g vừng trắng rang chín, 100ml sữa tươi, 3 quả trứng gà, 100g bơ, bơ nhạt ạ, và vani ạ. Chúng ta cùng bắt tay vào làm nào. Tiếp theo chúng ta sẽ cho trứng ra bát lớn để chúng ta đánh bông lên nhé. Này chúng ta sẽ để cả lòng trắng và lòng đỏ cùng nhau, chúng ta không tách ra. Này chúng ta làm trứng gà nhé. Vì lúc làm bánh này mà nếu mà làm trứng vịt thì nó sẽ có cái mùi tanh ấy, ăn bánh nó không được thơm. Khi mà trứng đánh đã nổi bọt mịn mịn này thì chúng ta bắt đầu cho từ từ đường vào để đánh tan đường nhé. Cho dần dần không cho hết ạ? Không, dần dần thì đánh đường nó dễ tan hơn. Chúng ta đánh trứng lúc nào mà chúng ta kéo ra như này nó chảy thành sợi như này là được nhất. Chứ chúng ta cũng đừng đánh khô quá, khi làm bánh sẽ bị khô ấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho bột mì vào nhé. Các bạn rây bột mì cho bột mì được mịn, tránh những cái vón cục ấy. Chúng ta cho bột mì lần lần rây vào nhé. Cho lấy bột mì. Đây này, bột mì sẽ vón cục này chúng ta không rây thì những cái vón cục này lúc đánh vào nó khó tan. Bạn đừng có đánh vòng tròn với mạnh quá thì cái lớp bọt ở trong này nó sẽ vỡ hết ấy. Lúc cái bánh nướng nó sẽ không được xốp lên nữa. Đảo kiểu vậy đúng không? Thôi đảo xong, đảo đều này thì chúng ta sẽ dùng máy chúng ta đánh lại một lần nữa để cho bột mì được tan đều ấy. Sau khi chúng ta đã trộn bột mì với hỗn hợp lúc nãy thì bây giờ chúng ta sẽ dùng máy đánh lại một lần nữa cho hỗn hợp được mịn nhé. Vì nếu mà đổ bột mì vào mà các bạn dùng máy đánh luôn ấy thì bột mì sẽ bị bay tứ tung lên ấy. Thì chúng ta sẽ dùng cái thìa hoặc muỗng chúng ta trộn đều trước, sau đó chúng ta sẽ dùng máy để đánh. Rồi chúng ta vừa đánh, chúng ta vừa cho sữa tươi vào để chúng ta đánh nhé. Chúng ta cho bơ vào. Máy tiếp. Cuối cùng chúng ta cho một nửa số vừng đã rang sẵn này vào. Và cho vài giọt vani vào để bánh được thơm nhé. Trộn đều nữa là được, chúng ta sẽ đem đi bánh đi nướng. Cuốn bánh này thì chúng ta sẽ tráng qua một lớp dầu ăn hoặc bơ để lúc đổ bánh ra bánh sẽ không bị dính nhé. Chúng ta sẽ cho hỗn hợp vào và nướng bánh ở nhiệt độ 140 độ C trong vòng 25 phút nhé. Chính xác hết đấy. Khi đem nướng thì chúng ta rắc nốt chỗ vừng còn lại lên bên trên bề mặt nhé. Cái này là vừa bánh vừa có vừng thơm vừa đẹp mắt. Đi nướng bánh này. Đây là sản phẩm của chúng ta sau khi đã nướng xong. Các bạn nhớ là nướng 140 độ C trong vòng 25 phút nhé. Bánh rất là xốp và thơm. Đấy.
công thức cũng rất là dễ làm, các bạn có thể làm vào dịp cuối tuần hoặc là đi du lịch chẳng hạn. Chúc các bạn thành công và ngon miệng.